Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, lâu quá rồi, hôm nay anh em mình có chuyến sinh tồn nha các bạn. Luật chơi của anh em mình hôm nay có sự thay đổi nhẹ một xíu ấy. Mỗi anh em cấp một cái bìa để anh em mình sinh tồn trên cái khu biển này qua cái cồn kia. Ai là người mà sinh tồn mà có chế độ dinh dưỡng cao nhất trong vòng 3 bữa ăn trưa, tối và sáng là người chiến thắng nha các bạn ơi. Ăn quá anh em ơi. Dũng. Bây giờ mình sẽ thò nhà đàm để mình chống nắng nha anh em. Chống nắng tự nhiên á. Đây Đạo. Biên công việc đâu? Anh này sử dụng tự nhiên nha. Anh hai chơi đồ mình cây chống nắng hiệu BS cho anh em. Cái gì mà kinh nhà ông nào kia này. Đây mình lý leo mang cả nhà. Bây giờ mấy anh em sẽ ở bên này nha. Bây giờ mình và cameraman sẽ chạy qua bên kia. Anh em mình sẽ để bốn dụng cụ đó là cần câu nè, lưới lụa to, lưới lụa nhỏ và tay không. Ai mà bóc cái trúng cái vằn nào thì anh em sẽ sử dụng dụng cụ đó và sinh tồn trong bữa ăn đầu tiên nha các bạn ơi. Okay. Hôm nay thì mình sẽ có bốn cái vị trí cho mấy anh em đây. Này gạo son nè, cái đây lưới lụa to nè. Đây, cái đây là lưới ba màng lũ nhỏ, son này, dụng cụ này. Anh nào vô dụng cụ nào thì lấy cái nấy nha. Cái này thì không có dụng cụ săn bắt. Cái này thì có cần câu và được mấy con dời nè anh em ơi. Con dời là để chiên câu cá mốn nha. Anh nào qua trước thì được ưu tiên chọn trước thôi. Và cái dụng cụ săn bắt này anh em mình sẽ có sự hoán đổi lẫn nhau và thay đổi cái dụng cụ theo từng thời điểm nha. Do vậy là anh em sẽ dùng chung. Anh em ơi, chúng ơi, 1, 2 phi đi. Wow, mình nghĩ anh Hải sẽ là người đi qua nhanh nhất. Anh Hải nghề của anh mà. Nghề của anh Hải. Như cái máy. Anh nào chống xếp tí vậy? Còn nè, toàn không biết bắt à. Anh Hải vào đây. Anh Hải có quyền chọn dụng cụ trước. Rồi, bình tĩnh anh Hải ơi. Là thì thôi. Mời anh Hải vào đất liền. Chọn bốn cái vị trí dụng cụ này. Dụng cụ nào xong rồi nấy luôn anh Hải ơi. Chọn cái nào lấy đi. Mấy cái nào anh chọn cái nào đó. Rồi, chọn cái nào thì tùy. Lưỡi đây, lưỡi nhỏ, lưỡi to. Thời gian. Nhanh lên, người khác vô chọn là xong đó. Lấy lưới, lấy rửa, lấy dao, lấy son luôn. Rồi bỏ hết nguyên bộ sậu ở đây luôn ơi. Bình rửa, dao, son cơm, gạo. Lấy cái nào thì lấy cái này luôn. Rồi ok. Rồi mời vô trong kia. Rồi. Rất gạo luôn. Chưa hết đổ gạo rồi, tới trọng. Cầm cái bìa này theo anh hai ơi. Dạ, rồi cầm theo bìa luôn. Trọng vô. Cái rửa nãy cầm luôn. Đồ nào thì giữ. Trọng người thứ hai vào đít. Còn đang bỏ cuộc. Còn đang bỏ thiền nó trong đêm sao lấy luôn. Lưới bầm mài nha, trong có cái rô phi bự nha anh em. Rồi, anh em nào nghiên cứu sao mà cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất là sẽ chiến thắng trong 3 buổi thi nha. Rồi, Vũ Mập chọn căng câu. Lạc bì nè. Bờ luôn Vũ ơi, bờ nguyên bộ sậu luôn ơi, pin của em luôn, rửa em luôn, bảo quản nha. Toàn đen là không có gì hết, pin rửa, cơm. Mình cần đi lụm những cái vật dụng để mình xử lý, mình cột, mình chi nén gì mưa nè đây. Rồi, đây có gì lụm đấy nha. Hôm nay anh em sẽ sử dụng hết khả năng của anh em xem thử coi ai là người đẳng cấp thật sự. Anh lấy cho mượn dép em vô trong kia em nè. Dép trọng mất cái này. Còn không có dụng cụ biết ăn cái món gì đây. Lo trước cái lều trước đã. Ăn cư rồi lạc nghiệp nha anh em. Giờ bắt đầu mình đi thả lưới kim cá. Trưa nay mình sẽ cho một món là ram giò nha. Món thứ hai là kho nghệ nha. Món thứ ba là nấu băng lửa nha. Cả nhà. Bây giờ mình hôn mê nha. Thôi em cũng xong rồi, giờ em xuống kia nha anh ơi. Xuống cái điểm sâu sâu kia. Sâu sâu này nhớ bắn thùng vậy nha. Được rồi. Đó. Hôn mê nha. Muốn dùng dùng lưới cho bì nó trâu em. À, gió tới rồi đó. Gió sẽ giúp là cho chị thịt đi. Rồi mình sẽ làm một cái máy bùm mình là lát đi ra đây. Nó sẽ trâu thì lớn cũng không kịp thẳng luôn, như xuống mế luôn anh em ơi. Ồ. Đây ba đạo anh em.
chỉ trong cá mà nó chuyện ngang cái đấu cái đồ ăn. Tất cả cá loại cá, cá cá mốm cá đồ ăn. Cá hành, cá hồng, cá sạo đồ. Tất cả các loại cá ăn giờ ông thần nước thần sông dẫn cá tới cho mình được tấm lưới đầu, dắt lưới đầu tiên được đem đầy đủ chị em đây. Bị khó thả lưới thiệt á, mình bây giờ nước chảy nó trâu đâu mình thở đó. Trần thu à, nó dễ hơn. Bèn giờ mình biết dính không biết. Có gì nữa mà. Để nói chung anh em là mình cũng cố gắng ngang để quấn lưới cho xuống nước sớm, trông cho cá chị dẹp con nước thay triều cho mình được mỹ lớn nha. Đây thì mình trang trí thì có đơn giản thôi, mấy lượm gấu ôm. Gấu ôm để lúc mà mỏi trời mỏi là mình ngủ ăn, chứ chút nữa có cá rửa mình lấy cái bị của cây chuối này mình đựng cá nha nè. Thôi giờ mình sẽ mở thuyền thôi, mở thuyền mình giờ điểm nè, giờ đậu bên quê lâu lắm rồi anh em. Thôi để mình thêm lấy con trong cho con bị cá lớn. Gió hình như thuyền bị lật sao ta. Mặt quá này mừng. Thôi giờ mình sẽ đi gẹp mấy cá lớn nha, còn vũ cái gì thì nó bỏ thuyền nó lậu dưới nước nha. Ui lúc đầu lậu nước luôn. Vô mình nhãn nước mình tắm á nha anh em, nhãn nước tắm vô tình nó lật luôn. Lật xuồng luôn. Hư hết cột tắm rồi, lùm hết giờ tháo luôn về đó. Cái đồ sâu. Từ nãy giờ 2 tiếng rồi mà nó chưa có con cá này nha anh em. Gió này, gió cái nó khó biết cái. Rồi nãy mình có một pho bị lật xuồng luôn. Đang để về cái nó lật xuồng nữa. Kéo này luôn. Xỉu luôn à. Chứ không là mình chi cho nó mát nha anh em. Giờ mình kiếm màu trước đó. Kiếm thức ăn trước rồi cái lều tính sao. Mới dài rồi mà chưa có con cá nào nha. Bây giờ lớn không biết đâu đập luôn em. Nước sâu quá độ luôn. Nói cũng thử nữa tắm mà nước sâu quá nó khen lớn quá. Giờ mình thở trâu luôn chứ nãy mình gài vô cái bụi tre kia. Giờ thở trâu luôn. Tắm rồi mà không thấy con nào. Bảo hộ cho con ừ, cho con cái rác liền rồi hay rồi mấy gì dài tầng nha anh em. Báo mình rồi. Wow, hàng hai lữ luôn. Trời ơi. Hàng ham nữa, hàng lần hai nữa. Còn mấy con cá nè, kiếm thêm hai cá mốm nè, hai cá mốm thì mình kho, còn cá độc với cá em thì mình kho ngọt ha anh em. Có miếng nước hết để húp anh. Wow. Chết, sao giờ này đói bụng cục gạo. Đã vừa mướt ra đây là để mình xử lý mỏi quá thì mình đẹp như vậy anh em, mỏi quá cái mình đẹp như vậy không để vừa phải có đồ gâu đầu em, nói chung là sinh tồn chứ mà nó cũng thoát ra đây.
rất là cái sông nước đó, nó mát đi. Từng sáng giờ này mà sao lạ ta, mình thả lưới chỗ này chỗ thứ ba rồi không có luôn, nói sâu à, nước nó chảy kem nước này có gì chưa, không có gì này, này đang cuốn rồi cắn lưới luôn. Giờ quay về coi thử kiếm cái gì mà xa đỡ chịu á, nước ra sao luôn chạy qua xui quá. Anh em kia có dụng cụ săn bắt qua sông nha, còn mình sáng xui quá, ba ở thuyền dở quá nên không có gì dụng cụ săn bắt này, mình đi tìm kiếm trong mấy cái khu này được reo reo chụm ngay nha. Đó, mình sẽ đem mình luộc với một lít ký và một trái dừa khô. Thì được cái củ mang. Ờ Vũ, có gì không? Đây, ông kiếm được cái gì vậy? Có trái dừa với mấy cái câu có mốm dạo này nó mới đĩ sao nó nhỏ nhỏ không à, câu hết mấy màu luôn không? Được cũng được mười mấy con á, đủ bữa ăn á. Ừ, được không? Đây không. Bự nhỏ nhỏ vậy, bự bị lớn như này. Cái bóp cho đây là cái nhỏ vậy hả? Cái bóp đợt này nó hết mùa sao á, bây giờ cũng nấu ăn này chứ làm cái lều lỡ dở chắc làm một mái trời đây phải để cho nó thoáng, nó ngủ gió ngủ mới được lận á, còn mát đúng không? Ừ, đừng có chi. Được hai cái dìa, hai cái dìa với một cái ong với một cái độc thôi, giờ mình gỡ cá vô luôn. Rồi giờ luộc mang cho nó thấy cái chất đáng đi, xong là kho chung với cá nha, cá chiên kho với lại mang tri. Ôi trọng với anh hai đêm siêu vô thuyền nhổ bờ luôn ha, đem lên tan trang lại để làm nước làm mới chuẩn bị xuống nước lại nữa. Chụm cái tư vô đồ thôi này. Hả? Đây được gì đâu, dâm coi thưa này. Đây. Anh trúng nước thủy triều nó bị nước nó xấu quá sao, độc quá. Cá nó không chạy sao, được một cái ong với một cái độc với hai con cá dìa. Cứ lưới lâu to hay lâu nhỏ rồi? Anh lâu nhỏ. Với lại anh đang có lưới gì cái đùng. Ở trên trời rớt xuống hay sao, trên cái đám đảo rớt xuống. Bao vô đặt đặt lụm được trái dừa. Một cây chuối đây để mình úp cá rồi, để mình lấy úp cá gia vị rồi. Với được cái bụng mình nhỏ 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 nhỏ. Mùa này đê nhiều măng ha. Trạm được gì không? Không, nói chung tấm lưới là lỗ, nói chung lỗ 12 nha anh em thôi. Mình không chuyên cá nên là quýnh không có con nào luôn. Về vô làm chỗ ở sẵn kiếm một mang xài ăn một món thôi chứ giờ. Chiều tính tiếp. Mình luộc nước hai nha anh em. Nước hai rồi á. Nước hai rồi á. Nước hai là sạch sẽ luôn, không thấy đồ đáng luôn á. Không có ăn vui vẻ nào à. Ngồi tìm sáng giờ tìm không có ổ kiến, ổ ăn ổ kiến cũng không có luôn. Đây mình sẽ cột dừa nha anh em. Giọt dừa chẹp lên xào cho xào chung với mang luôn. Khát quá chắc làm miếng dừa luôn. Quá ngọt. Nước dừa giò nó lạc lắm, mà mình uống nước là nước cực sạch luôn à. Xem mình luộc hai nước rồi nha, bây giờ mình vét cho nó khô cho nó ra hết cái vị đắng đi. Chung với măng rồi, sau này đi. Đây chuẩn bị chiên cá nha ông Toàn. Làm món gì ông Toàn ơi? Mang xào dừa. Mang xào dừa ấy. Ờ, món này món lạ nha. Ăn độn. Hầu giờ thấy dừa khô á. Dừa khô mà. với mắm á, ăn cơm béo 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 ngon nè. Món ăn độn mà. Cho có hành ớt. Đó mà chỉ đổ ít nước dừa vô luôn nha. Rồi, giờ mình chiên cá.
mớm chút xíu mà cũng ăn luôn giờ luôn ha Vũ. Ăn luôn cũng ăn khó quá. Hết mùa cá mớm rồi sao? Hết mùa sao chứ? Hết mùa rồi. Tưởng thở xuống ăn rung cằn cho rầu rầu gạo rồi. Ai gì? Cầu hết cũng giờ đi đấy. À, cái thiền bây giờ mày dúng cái tâm niệm kim đan lên nè, chứ không phải đơn giản đâu. Giờ nó có hai tao vậy chứ tao xuống anh làm xem anh làm bài bản. Tao niệm lên thôi chứ đốt đây đốt đồ thôi chứ. Mũi không đi chút mũi luôn. Thiền đây anh di chuyển được mà. À, anh muốn đi chỗ nào anh đi khiêng đi được mà. Đâu đây anh đâu. Anh cũng muốn siêu vô thiền ngoài sông nước luôn á. Ra thiền thả đâu ngủ luôn không? À. Đi không? Mắc mỉ. Là chùm ngay nha, cái trái nó này. Đó, một số ở quê mình gọi là cây chùm bao á. Ăn gì một chút sơ nha. Mấy phải cây thì mình mắc ngủ không? Chính xác. Đó, hết vô. Nghe món kỳ không? Ấn Độ mà. Mà đủ nạp vô thể nó có chất sơ đủ rồi, chất béo nữa nè. Nạp cơ thể mình để chống cự để game cell mình có sức khỏe mà hay nào vô tay lớn thì mình mới lậu xong vượt xuống được chứ. Ủa mấy cá vô nhỏ nhỏ mà chị nhìn dễ thương quá. Giòn luôn. Xong bây giờ cá tuyệt chủng luôn. Ra đây để kính điện quá. Thử món đậu đây. Giờ mấy anh em đó bụng ăn ngon kể hôm nay mà. Nói ăn cũng ngon. Ừ. Nói thiệt chứ giờ mấy cái món đơn giản này ăn sao cũng ngon hết. Giờ nó đói bụng rồi. Giờ mình sẽ cho một xíu mắm này nha. Ôi, nó nổ luôn. Anh em xem thử hôm nay món các bạn nào là dinh dưỡng cao nha anh em. Để mình chấm điểm cho anh em tới 3 trận thi là anh em yên tâm đi. Càng về tấu cá nó càng nhiều vô ơi. Bây giờ chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Thơm thơm rồi. Vô mang vô luôn nha anh em. Ôi xa. Cấp mọi người có ba lon gạo rồi nha, làm sao làm nha. Đúng rồi, cái này ăn cái lon này ba bữa. Ba bữa ăn sáng trưa chiều tối. Anh nấu cơm trước nha. Wow, đem hơi lỡ tiền rồi chết rồi. Có ba lon thôi nha. Có ba lon mà làm hết nửa rồi. Thôi để mình nấu cơm trước nha, để cơm vừa nó chín rồi bắt đầu mình để thử coi. Wow, nó thèm. Ăn cơm không cũng ngon. Đây mình có 4 con cá ăn cả nhà. Giờ mình cho đồ gia vị vô mình úp với đi sinh tồn thì không có cấu có chì gì giả mình đi sư dùng mình cái nữa. Nay thợ biển gì của 4 cá nhỏ dưới này. Thấy cá là làm dưới này. Anh cũng sát cá lên nhưng mà sao quánh không có có một cá độc một cái ông lũ nhỏ em mẹ biết nói ha. Như hai con cá di. Ồ trời. Rồi thảm bị nhiều đai kho kèm theo nữa để dừa nữa vô ăn dừa nhiều ăn cá ít không. À, lên rửa xà măng nha anh em. Măng nãy mình luộc rồi. Ăn măng nhiều quá nó say đó nghe. Bây giờ có một món một mà quan trọng là mình xào cho nó đẳng cấp cho nó ngon thôi chứ. Dạ vô sáng mình ham cá bự quá mình ban rồi xong mình mới vô thì nha anh em. Giờ mình ăn ngon mình tính ra chứ mình coi như keo đầu mình chặt đi. Ha, kẹp xe là tính. Bây giờ ham cá bự quá. Nhưng mà tấu phải cần lưới nha. Tấu phải cần lưới lâu bự nha. Chà hàng lớn á. Tối nay mình nếu mà ưng cá mình ưng vô lờ nha anh em. Lắm. Phải có mưa tùm tùm đắp tùm đắp nấu cá trắng giúp. Ừ. Đó. Dạ đút cho thám này chỉ 4 con đây nếu mà bỏ ra ăn mà gạo mà kêu để gạo cho dư thì nên phải tầm giá 2-3 lon hay được đẹp mà. Ăn cũng giá vậy nè. Hả? Không mình kho dừa vô nữa chứ. Nước dừa. Nước thêm vô. Vô qua chặt dừa á. Rồi mình hôm nay biển nha anh em. Vô. Món đây thì một cái đơn giản nhưng mà mình cảm giác ăn món này rất là ngon nha anh em. Mình xào hành vô. Mang là mình xào hơi nhiều dầu xíu để cho nó béo cái miệng ngay nè. Nếu mà mấy món khác thì xào sơ hơn. Chặt dừa để kho trong cái này. Dừa kho trong mà lấy nước dừa kho luôn đẹp à. Lấy dừa kho luôn. Ừ. Quá dữ. Quá đẹp luôn. Ăn ngon con mà được. Rồi. Hành nó thơm rồi nha em.
gió không biết hướng nào luôn. Vô mà ăn bao nhiêu đây mà ăn chắc phải, mình ăn chắc này đó đó chắc ăn dặn lon cơm nha nè, hết lon hơn nữa luôn. Mấy con nó bệnh thấy nó quá là hết nữa hơn nữa dạo mất rồi này. Nếu mà xào em xào dưới men đây chắc ăn chắc cỡ gia đình 4 người được anh hai ơi. Để em hết rồi chán ham tình dục luôn bách luôn. Men này đã chín 70% rồi. Đây là gia vị mình đã tiêu ớt với bột ngọt, đường với xương mềm mà. Gió không lụm được cái gì nào gió? Dạ không, anh bây giờ vô cấp bách quá mà, cấp bách quá mà. Thôi bây giờ mình uống một nửa, còn một nửa để mình khô cá nè nè. Ồ, thử nước dừa ngọt không? Ồ, thơm thơm thơm. Món đây là mình xào sơ đấy, mình xào gia vị thường thôi nha anh em, chứ không cần bỏ cái mèo mì để tạm ăn nó. Con gì con sâu nhỏ lứa gì không ấy gạo vậy trơn nè. Để mấy đứa chấp mấy đứa trước này ăn, giờ nấu cơm chín rồi. Giờ đưa cơm qua wow, thấy cơm chế không? Nấu bằng củi mà vẫn cơm chế ngon ha. Giờ đưa cơm qua đây á rồi mình kho cá nè em. Wow, nấu nhiều quá. Chết. Bữa khác. Bao nhiêu đây mà ngứa vậy anh, nhiều anh hai? Ấy sợ nhiều quá bữa khác không có ăn. Rồi, mình sâu rồi nha em. Cạo cơm qua cái trái dừa của mình nha anh em. Ồ, nhiều quá. Em nấu ít nhanh xíu. Cỡ đây là no rồi. Mày ống kia vô. Ồ, hành tiêu, ớt tỏi đầy đủ gia vị nha. Đó. Món này bên Hải chỉ cần người bệnh mà ăn một miếng là hết bệnh liền rồi. Ăn miếng hết bệnh liền. À. Giờ mình hạ thăng chắc rồi. Để ở đây cái đã, bây giờ nấu cho nó dim 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 ha. Thấy cái tình hình sao nấu nước dừa thì bê mùi thơm thơm thôi mà. Giờ ăn tới rồi các bạn ơi. Hôm nay thì có 4 thí sinh nè, tranh tài 3 trận đấu, xem thí sinh nào có chế độ ăn dinh dưỡng cao để nạp cho cơ thể tốt nhất là người chiến thắng nha các bạn. Bây giờ mình tới đầu tiên nè. À, người đẹp Vũ Mập, món gì em giới thiệu sơ cho khán giả trên mọi miền đất nước biết em? Có chiên kho dưa mang tre nha anh em. Cá chiên, được mấy con cá chiên em? À, được, cũng được chục con á. Hơn chục con á. Cá nhỏ nhỏ đúng không? Cá nhỏ. Hai cá mương, một cá bóng. Hai mương, một bóng. Còn Tòng Đen nói gì đây Tòng Đen? Mang tre xài với dừa với lá chùm ngay. Trời, toàn ăn chay kêu ăn chay ha. Rồi. Vũ Mập là hôm nay dụng cụ gì em? Cần câu. Toàn cần câu, toàn dụng cụ gì em? Tay không. Tay không bắt giặc hả? Cầm gió mình mang xào với gia vị nha. Wow, đúng công nhận ở cái khu này chế độ sinh tồn bậc chế độ rất cao mà thức ăn kiếm rất khó, mặc dù có lưới có chài mà kiếm không ra được cá là nên biết cỡ nào mà. Một tấm lưới thiệt to luôn, thiệt nhiều luôn, lỗ to quá bắt không được mà không có con nào hết anh em. Thông cảm chứ giờ bữa nay cũng ăn chay luôn anh Hải. Còn mình mấy to với bọn em trước hết là cái tô cơm của mình nè, cái son đây mình nấu xong mình cạo ra cái trái dừa mình lụm ha. Còn cá là mình giới thiệu anh em ha, cá kho với dừa. Anh Hải được tay lưới nhỏ bắt được 4 con cá, có 4 con nhỏ, con có độc đây. Một trái dừa đúng từ trên trời rớt xuống thì anh đi ngang luôn ạ. Rớt xuống luôn à. Bỏ lên luôn, để lên tô cơm cho luôn. Rồi mời tất cả anh em dùng bữa đi anh em ơi. Rồi đoạn cá lên trước ha. Rồi mà anh em luôn đói không? Anh em biết cái này là cái gì á? Cái giá tô cơm rồi, anh làm luôn. Đâu luôn. Mời anh em nha. Rèo luôn, dừa em lâm đây. Ngay luôn. Anh em xem định giá thử món nào cao cấp nha, món nào dinh dưỡng nha. Dừa béo chứ. Ừ. Thôi mình ăn cái món mình rồi, món mình chắc mình nghĩ là mình vẫn dành cho con cá bự nha em. Mà ăn con cá nhỏ nhỏ chứ không? Thì mình có được không? Ơi lên. Có chắc dừa kho cá. Giờ này ăn món gì cũng ngon hết đó các bạn. Mình đây nha. Để mấy anh em ăn xong đã mình tới chấm điểm sau nha. Đây mình nhai luôn xương anh em, cá nhỏ nha. Cá này cá bóng anh nè. Cá này cá độc. Độc. Mình một con cá ông nữa. Quay coi ông còn đẹp trong đây nha ngay. Có độc trong đất thì không nha. Wow, anh mới ớt vô kìa, mới ớt vô kìa, coi đã béo rồi. Anh em còn bữa tối được bữa sáng nữa nha, cố gắng từ từ nha. Còn đang đói quá sao, ăn nhiều chứ không? Đói, cao sáng giờ. Giờ này nấu gì cũng ngon cái gì? Coi cũng ngon. Toàn là dừa. Có luôn em. Có mớm tí không? Có chiêu. Nên chi mà không đáng đâu.
nhét hết nước rồi, bén có bóng nè, có cái mương kìm đùa anh, cá ngon vậy đẹp nè, cá hấm dừa béo cá ngon chưa. Món em chắc dinh dưỡng thì không ngon. Có mang không mà, nhưng mà ăn cũng có ăn cũng ngon. Rồi bây giờ tôi là đôi đũa vàng trong làng chấm điểm nha bạn. Hôm nay mình sẽ tới mình định giá xem món bạn nào là có hàm lượng dinh dưỡng cao để duy trì được sự sống tốt nhất nha bạn. Đó, mình chỉ là đại diện cho vui thôi nha anh em, cứ có gì sai sót bỏ qua nha, vui là chính mà bạn. Để mình định giá đầu tiên con Vũ Mập ha. Định giá phải đứng từ xa xa mình thẩm định mới được nha bạn. Vũ Mập là có những món gì? Cá chiên mang phải không? Cá chiên khô với mang. Câu cần câu được 4 con mớm chứ đâu, có con lũ cá. Cá bóng này à. Nhiều nhiều cá lắm. Có rau nữa. Nè, một có hai con nữa. Nè. À. Lấy cá lên cho giám khảo nè. Okay. À, 4 okay. Con nè, còn dưới đây nữa. Từ từ làm thứ miếng mang mang có mang có bị nè. Bị đắng không nha. Từ. Bình tĩnh nha. Thử cái mang coi bị đắng không? Coi rớt. Coi chưa vô tới miệng rớt mất tiêu á. Ừ, không đắng, ngọt. Đường nhiều ngọt. Đây, còn cái bấm. Đù, ngọt á. Anh em. Còn đấy là đúng bài á. Còn Toàn Đăng nè. Toàn Đăng đây không bắt dạ ra. Toàn Đăng là có được cái rau nè. Cái rau đây, rau gì đây Toàn? Chụm ngay. Chụm ngay á. Đây chụm ngay á. Còn rớt là ăn kêu sao có thạng nha. Chụm ngay à. Ngọt ghê á. Không có đủ đắng á. Nó hơi bị. Tầm ngay mà đáng gì. Ừ, nó có mùi nồng của cái rau bụi à. Nó ngốc canh như tầm đất ngon. Ừ, còn được cái măng với cái rau với dừa. Có con cá nào không? Ừ. Xong cơm à, nói chung bao nhiêu ăn cũng đủ no à. Nhiều quá, Toàn đang nấu nhiều ha. Tôi quên tấm lưới bự chà bả đây mà không có cá mà Toàn hết tay không có cá. Kẹo ăn gì đây? Ăn gì không hả? Măng. Món này khỏi thử đi. Như cơm. Ừ. Món đây là chung đồ để đủ sức sống thôi. Ăn no để duy trì sự sống nha. Còn nãy. Cá kho dừa. Làm thử cá đây. Có 4 con để ăn nè. Hết cá rồi anh ơi. Còn 2 con thôi, làm thử cái để dành không cho ăn luôn. Dành nữa tô hay. Cho ăn nước ăn ha. Ừ. Cho em thử cái miếng dừa con hai, thấy đều đẹp mà đẹp mình thử thử nha. Thử miếng dừa. Thử ngon. Không? Ngon á. Dừa đúng là dừa mới rụng anh này. Nó còn có độ ngọt của dừa kia, thơm. Béo ngọt. Ừ, béo. Ơi, anh em ơi, thang điểm của định giá anh em mình đó là 1 tới 4 nha. Bây mình xem thử bạn nào có hàm lượng dinh dưỡng cao để mình chấm điểm, rồi còn hai dòng sau nữa nha. Và anh em chiều lại dòng thi nấu ăn tối thì mình sẽ tiếp tục đổi dụng cụ nha bạn. Để mình sẽ lấy cái thước đo nhiệt kế để mình đo thứ này mấy vạch nha. Trong đây nó có được 3 vạch nha bạn. Đấy, cái độc béo kìa. Em nhắn như là thứ này. Rung á. Ừ, mẹ con cá đục ngon á. Cá đục ngon. Dừa không đủ dinh dưỡng á. Mà có tay lưới nhỏ mà bắt được có 2 con. Không quan trọng cái tay lưới gì, anh biết mà anh kiếm đồ ăn đủ là ngon thôi. Bao nhiêu đủ anh Hải ăn no không? No á. No phải không? Dừa chất á, quá ngon. Rồi. Anh Hải có cá nè, cá mà có được cá bóng không cho ăn hoài luôn để dành luôn. Cá bóng với dừa thôi hả? Có ăn hả? Dừa. Có đục với dừa thôi hả? Mắc cái bữa đầu tiên mà mình làm gọn gọn tí. Có đục với dừa hả? Có nước chai không mấy. Rồi anh Hải trong thằng điểm 4 anh Hải được 2 điểm nha bạn. 2 điểm. Trầm gió sao để cho nó không lên vạch nạ mày không biết đâu ba vạch mà nó không lên vạch nạ không mậu. Trầm gió đây có tay lưới mà được em lôi lụm cuối lụm được cái cuốn măng à. Ăn cũng thuộc chế độ gần ăn chay. Trầm gió được công điểm một điểm á, một điểm trong cái thằng vạch của anh em mình nha. Qua Toàn Đăng à. Toàn Đăng à, thử à. Toàn Đăng nó được cái rau nè. Mà yếu tố sinh tồn mình thích coi rau mà mình Toàn không ai, nó không có thịt cá gì. Nếu Toàn tay không mà nó bắt được con cá kiếm chút đạm vô người nó mới phỉa nè các bạn. Toàn Đăng tay không bắt giặc, có rau, có dừa. Toàn Đăng được như vậy cũng gọi là giỏi rồi ha. Nhưng mà chưa thiền cái tay không à. Toàn Đăng được 1 điểm rưỡi trong thang điểm đó nha các bạn. 1 điểm rưỡi. Vũ Mập ơi. Rồi. Ui Vũ Mập bắn con cá nhiều. Wow, có quá trời luôn. Để mình nhắn vô cái hàng điểm ba vạch của mình nó rung cái nào. Rung dữ vũ. Y như cá giật luôn á. Ừ, còn cá này 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. 6 con. Ui, dữ á. Vũ là vừa có chút măng. Cũng gọi như rau đi. Có chút cá nhiều à, cũng như là đạm đi. À, đồ ăn dư vũ ăn hết xong cơm này là bình thường luôn á. Bình thường luôn. Cho vũ thằng điểm này vũ được 3 vạch nha bạn. Vũ được 3 điểm. Vậy hiện tại là Vũ là 3. Đấy, anh Hải là 2, Toàn 1 rưỡi và Trọng là 1. Okay. Hãy bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha, đừng có tua bây giờ nha. Để chờ dòng tối nay. Trận tối này mấy cá mắm nó mới nhiều, xem thử tiếp tục bạn nào
vừa có nhân phẩm mà vừa có tài năng nha bạn. Không phải anh có tay lưới giỏi là anh bắt được giỏi đâu. Đâu giản trọng mình có tay lưới vẫn bắt không được nha. Toàn tay không mà vẫn hơn được trọng một xíu các bạn ơi. Rồi mấy anh em đi dùng bữa đi. Ok. Vòng đầu là Vũ đang được 3 điểm dẫn đầu. Còn 2 cuộc thi nữa nha. Anh em ơi, bây giờ bố anh em tranh tài dòng nấu ăn tiếp theo đó là nấu ăn buổi tối tầm 9 giờ anh em mình nấu ăn nha. Trong đây tiếp tục mình sẽ thay đổi dụng cụ, có 4 dụng cụ và Thanh xin người thay đổi nha. Hũ đá hũ gì bên đây màu trắng đường, này. Đường gì nữa? Dầu. Rồi. Mắm. Được. Rồi. À, trong đây mình chỉ có 3 dụng cụ thôi. Thứ nhất là cái rập, thứ hai là lưới mà lỗ nhỏ, thứ ba là lưới lỗ to và thứ tư là không có cái gì hết nha. Rồi Thanh tự cho vị trí đi. Đó, đường, mắm, muối, bột ngọt, gia vị. Rồi. Ok chưa? Dỡ cái chai vừa rồi lên cho anh em biết cái chai gì thế nào. Bỏ đến đây luôn Thanh. Rồi, Vũ làm mình thở với. Bỏ rộng rộng lên Thanh. Bỏ cao lên để anh em nhìn. Rồi. À, bạn học trò nào học sinh giỏi vượt khó cho tê để trả bài trước nè. Bạn nào chọn trước nào? Sáng tuần này không có gì cho tuần này chọn cái gì? Tuần này có đường nè, mắm nè, dầu và tương ớt. Tương ớt. Tuần đang hay chọn thế nào này? Tuần đang chọn chặt nơi giỏi á. Đường đi. Cái gì? Đường. Ok, quá giỏi cho nhau Tàu Năng. Học sinh vượt khó học giỏi. Đồ ngồi im. Đụng nổ. Anh Hải. Anh chọn mình là chuyên gia làm biển thì ăn mắm thôi, chọn mắm đi. Ăn mắm, chọn mắm. Ok, mắm, Vũ. Tương ớt. Tương ớt. Đẹp. Mình là con dâu. Tèo mơ tơ giống mập gớm thiệt á. Giống mập buổi sáng à. Buổi này cũng chưa ngon. Buổi này cũng chưa ngon đâu. Để dọn dẹp bỏ rập lên đó. Tèo mơ tiếp tục lỗ nhỏ á. Đâu cũng giờ trạm ra anh đậu lại. Đậu lại vị trí. Bây giờ trạm lỗ nhỏ nè, lỗ to nè. Còn tổng đen là gì? Tay trái đậu thành tay phải hả? Anh em ơi, 9 giờ anh em tiếp tục tập trung ăn nha. Đâu nè, đường nào cũng phải bợ mấy con cá bóng về làm món siêu dinh dưỡng rồi. Cái game này chắc dành cho ông Hiển ơi. Giờ ôm hết lời xuống kia đó. Đủ được cấp 5 cái rập thôi nha. Siêu dinh dưỡng. Rồi xấu xưa quá anh em ơi. Sao bóc trúng không có vô biết kiếp vô công hết. Bây giờ toàn làm cái dụng cụ để đem tối mình đi bắt cá bóng nha. Bóng cá bóng cát nhỏ nhỏ như con như chiếc đũa ăn cơm ấy, nhỏ này. Không biết nào cũng có nhiều bác. Quá trời cái gì trời, không biết con nào. Dạ. Con đầu như là cái này không biết cái đầu. Có cái điểm nào không biết con điểm nào. Giờ mình phải vô trong đây. Giờ đi. Đánh lừa là. Đánh lạc hướng. Ủa em thả ra cái ống này hả? Đây có một ống lớn rồi. Được ăn cỏ ngỡ về không cũng điểm đây này nha. Một điểm mừng coi. Cái này một mình trong đây là chỉ mình tôi biết không ai biết đâu. Không chứ là mấy lời kia luôn. Thì có ai để đây vậy? Cố đập luôn. Đây là điểm này cố. Có người thả đó. Có người muốn thả đây rồi Vũ ơi. Mình lấy rập mình thôi, đừng lấy rập người ta nha. Đang để tối mình rồi. Đi bắt cá. Chung để mình làm xem anh em mới hình dung được nha. Tao không kịp đâu. Bỏ không bỏ. Giỡn nhanh lên. Bà thất bại là phải có sự thành công. Anh phải lượm một con cá cầu nửa ký. Không, cá cầu nửa ký làm sao dính lưới anh được. Vô nó gùi chưa? Tôm nhỏ nhỏ. Có con gì mà nó dè luôn anh em, bả luôn anh em. Cho mình hốt nè. Ồ. Đây giống rạm này. Rạm con chứ nữa. Nè. Quay vô. Quá trời nha anh em. Ồ, nó đi nè. Trời ơi, đây. Ồ. Đây ồ. Nè. Trời ơi, hốt cho chút. Ui. Nghe không? Ủa cái đây nó đây mình nghĩ là rạm mà chắc luôn em. Đây đúng rạm này. Ồ nó bồi mình. Ồ. Dễ thương không? Xe ra để đạp nó chết ra thằng. Ồ nhiều chưa? Hết muốn nói. Ui u. Tiếp. Ồ. Quá trời. Nhỏ mình chơi cái đây nha, lớn mình chơi cái kia.
Ui. Cá bóng cát. Ấy giời trời. Cá. Rồi rồi rồi. Đuối 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 phải đâu. Cho đàn phan nhiều quá. Đó phải biết cách bắt từ từ y như như mấy em nữ nữ vậy á. Ừ. Phải dịu dàng. Chứ không có. Phải được. Ừ. Đúng là sáng tạo rồi. Con là bự ra mình bắt bằng nôm đây. Ui trời. Cá bóng này, ếch này, rạm này, cua này, tôm này, ném lọ luôn. Không. Rạm này, cá bóng này. Ồ. Ồ, quá trời luôn. Mùa này là mùa người ta đi bắt cá bóng cát mà. Đúng rồi, chính xác. Ếch này, hai cái con này. Có tôm nữa. Ui, rạm nữa kìa. Rạm nữa này mày. Ôi, cũng quá. Sử dụng cái công dụng nôm đó toàn nha. Con này hai nhỏ này. Chạy mắt. Chạy mắt này chứ chạy. Nó không có lột con tiêu à. Nó bắt hai bự xíu à. Con đây là chập tè là nếu một 10 con thì dính nhưng chắc được có một con này. Khó chập tè lắm. Bây giờ tôi chập vui chứ khả năng xác sức tầm cỡ 5-10% này. Chịn không? Chạy liền nó khôn lắm. Nhanh nè. Ừ, thả giải lành lắm. Con cát mà. Mùa con cát nhiều ghê ta. Đây chạy nó khô tiêu quá. Khô tiêu làm nồi cháo tráng. Ồ, hàng chi bên đây ra chợ thấy người ta bán cái cá này. Cái này, con nó nhỏ này mình bắt rồi mình thả lại nha. Ồ. Ủa, mình phải dìu từ từ rồi nè. Vậy là nó không biết. Đó. À, nó lúi vô cát. Đúng rồi, đúng không? Thấy không? Thấy không? Ừ. Nhỏ quá thả bên đây nè. Ờ, hay ha. Thấy không? Rồi, rồi. Rồi, thả đây. Thấy chưa? Ừ. Phải từ từ à. Chỉ bốn châu mà không nữa. Không có được. Cái này ngon lắm này. Xác. Đó. Ui trời. Phải riêu 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 từ. Mình lại đi. Bỏ thôi. Bắt ạ. Đó. Hay à. Có thấy không? À, cái khó lói khôn à. Phải không? Khó lói khôn chứ sao. Đúng bài luôn á. Con này ăn ngon. Đây còn tiêu. Hết bài. Đó lại kìa. Ổn không? Ổn. Ba bốn loại hải sản luôn mà. Ừ. Nước sâu quá. Quá đẹp nó nghỉ trang đâu chỗ nào mục tiêu đâu. Không biết nó còn nó nghỉ trang. Đây. Dính không? Dính. Ôi da. Con này hay giá. Thấy không? Tôi mắt đỏ à. Ừ. Vô gì nữa. To mấy trang loại này hả? Ừ. Cũng được con này. Thấy không? Ừ. Thấy chưa? Ồ, thấy tông không? Tông đục nước luôn không? Dính đây. Cỡ đây là ngon, con cát cỡ đây là ngon. Cỡ đây là vip luôn rồi. Thấy cái đầm đại không? Mình cứ sủi sâu xuống á là anh không biết. Thắng tôm không? Đâu đâu. Thấy không? Đâu. Nó lủi cá đấy. Ờ, trốn hả? Mà mắt đỏ kìa. Thấp xuống nữa. Nó đi xà lui đấy. Đó. Ui, nhảy nó hoài luôn. Nhảy lưng mạc đây luôn đợi. Nhảy nó hoài. Có gì đây mình cũng biết anh em ơi. Có gì đẹp đẹp ta. Đi bài á. Ôi anh em ơi. Trời ơi, cuối đời nha anh em ơi. Cuối lắm nữa rồi. Cầm cái chắc ha. Có đấu nha em. Cái đó khai khai chung á em ơi. Để sáng là có gì nó cá tiếp. Trời nhiêu kho ơi bà luôn. Mình phải thêm một nửa nữa nha anh em. Rồi. Lư to quá à, quánh không có ca nhỏ được. Kim ca to quánh mà nó cá nó hiếm quá. Quánh tái tưởng rồi mừng lạc đặc. Tái ôm chụp phải không đi miệng nó mắc. Phải không đi con. Được mấy con này? Hai con sấy con còn một con. Hai con sấy con á. Nãy sao cứ bắt cá đi sấy anh hai. Oh, wow, con còn cá rô này, cá rô đúng là cá rô xong. Nhìn nó đẹp không? Cá rô đây. Ôi. Ô, cá rô đuôi hồng. Cá đây chắc chiên xù sắp tỏi kho lại. 8 giờ rưỡi rồi, tình hình anh em chiến sự tới đâu rồi ta? À, giờ mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm trước đi. Còn cá để từ từ coi thứ yên. Anh em nấu cơm trước xong xí ra vớt cá vô là kho luôn cho nhanh. Kho luôn. Để mình vớt được...
một cá đấu với hai cái, một cái em với ba bốn con cá kia nha anh em. Nó kêu khì khì mà không biết con cá gì. Cá kêu anh. Cá nó kêu ì cá em. Cá em. Con cá kia đúng kêu gì luôn. Cá sáo. Ồ con mình cạn rồi anh em ơi. Ồ nhanh à. Bây giờ sáng nay mình ăn sơ rồi, chiều nay mình thôi, ăn con mình ăn xôi nè. Đây, thành quả của toàn này. Trong toàn không có dụng cụ này, bây giờ có được bao nhiêu đây, xài bấy nhiêu. Có bóng nè. Có bóng này, rạm nè, ếch nè. Hai con ếch với tôm nữa. Có bóng cát nó còn to nữa không? Ếch con. Còn cát nó cỡ đấy thôi à? Nó to hơn xíu nữa bạn có. Ủa, toàn ăn cháo à? Không, nấu cơm. Ủa, món này mà có tiêu đây. Tiêu. Tôi là hết đồ cơm. Game này là tôi sẽ thắng cuộc. Tôi sẽ nấu món dinh dưỡng nhất. Game này Dũng người chiến thắng mập như tôi luôn. Chưa biết ai ăn. Đây. Ai đi bắt bộ nha. Đây là chưa thêm rập á. Bắt bộ là mấy con bóng này với lại tôm đất này. Mới sử dụng tay không à? Mấy rạm tay không đấy. Ủa. Với một gô ốc này thấy không? Ốc rạm gì em? Có canxi và sét luôn. Canxi và sét luôn. Cái đây này, đây là chắc canxi. Canxi là tôm với rạm. Canxi. Còn vitamin A là có. Còn ốc là sét. Ủa. Ốc mỡ, ốc lát. Ốc lát à. Ủa. Đây là vitamin sét nha. Ủa mà. Hay đây là vitamin bột, tinh bột. Ủa ăn cháo hay ăn gì vậy? Ăn cơm. Ăn cơm cho chát ruột ngủ vô nó thỏa giấc. Ồ rồi đằng mình ta đầu cái là nó nhẹ này. Wow, trắng luôn. Trời càng sao càng thấy nhiều phải không? Ai dù. Coi chút nha anh em, chén này coi nhỉ. Trước đây con nhẹ. Cái này dính lưới được không? Không, cá nó nhổ nó không dính. Mai có cá đấu. Ủa trời, em làm gì mà ba vây sốt không mày? Đủ cục về trời em. Rồi tới giờ rồi nha anh em, cuốn luôn. Dạ chú ca cá đấu à. Cá nhẹ thiệt luôn trời em. Lâm. Ôi cá này liều mạng nha. Ôi nó nhỏ quá. Thằng nó. Ây giờ này mày đâu? Cá đấu. Wow. Có chất lượng nha anh em, quá chất lượng này. Dinh dưỡng. Ngày nay vô sáng là mình sớ kèo mất à. Ăn mới có chất sơ à. Đấu này mình phải cung cấp đạm ok luôn. Cơ hội đấy nè. Tới sáng nha, chưa biết ăn ai nha. Cơ hội vẫn còn mà. Trạng hôm sáng mới được một điểm. Một điểm à? Giờ mình ráng táo này. Trời ơi, mấy cá nhẹ nó chạy lung tung sao bằng luôn, nó bay vô thuyền, bay vô lưới tá lả luôn mà không bắt được, nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá nó không dính. Ôi cha, nó nhảy em chân tùm lum luôn các bạn ơi, nhảy kia nữa này. Nhảy thiệt nữa này. Thôi tôi lệ luôn á. Cái này cái gì? Cá mình nghĩ là cá này cá mồi con. Ồ đang nước cạn. Cá mồi. Xuống đi con. Cá mồi con. Ồ có lưng nổ vậy mà sao cũng xui quá không có nha anh em. Một con mồi của đàn. Một cái đấu với nãy một con với hai. Ồ. Các ăn rồi chắc được còn không cũng được một mình kho được cũng được dĩa nhỏ nha anh em. Ok. Cái đấu đây cũng tầm được nha. Ôi con ếch. Ếch con gì đó. Quá. Kéo. Kéo đâu trời. Đừng ếch chứ. Kéo mà sao chui dưới nước ta. Ồ, được mấy con? Đây. Một cái gách. Một cái eo. Ôi. Một cái gách, một cái đây con có gì mình không biết nha anh em. Con đây với đây một con, đây có eo. Đây cá đấu, đây cá đấu. Ủa cá đấu sai khủng này. Đây con có gì mình cũng biết với hai con tôm bự nè. Hai tôm đất này nha anh em. Đó. Đây được nhiều tôm rồi nha. Đây. Đó. Thấy gì chưa? Đóng tôm luôn nè anh em ơi. Wow, tính để cành cành mà đó quấn kiếm một hai con cá cầu nước nó bạc đây mà sao lưới to quá, cá cầu nó cỡ nửa ký không đéo mà cả nhà. Cá cầu nửa ký. Bây giờ mình chạy hai con cá chiến này lượm được hai con cá rô nữa cả nhà. Lưới to cá cũng to anh này. Nó gùi đây hai con. Dính được hai con nha. Cá này cá rô xong rồi nó mập ghê cả. Wow. Wow. Cái này. Sân hai. Cá đây chắc mai đi chợ bán chứ ăn gì hết trận. Wow. Thôi gỡ bỏ ở đây rồi tính xem. Giờ 10 giờ rưỡi đâu cũng khuya quá đâu. Đói không à. Bây giờ mình sẽ làm món cá bóng kho tiêu nha, trong thập cẩm tôm rồi
rạm đồ ếch nhái làm chung luôn một nào luôn. À, mình cũng làm món tôm tôm đất khô nha anh em, tôm đất khô có bóng khô nghệ, bỏ ốc vô nấu luôn, có đầy đủ chất dinh dưỡng, sắt, canxi, vitamin B, đầy đủ chất bổ dưỡng thơm ngon. Vitamin gâu gâu mập. Anh em thấy món của anh em nào dinh dưỡng anh em khó bình luận nha. Kho cho đây, kho keo đi. Cánh tối có vẻ mùi nó phát triển hơn nhiều ha. Ngon vậy nè. Bữa nay mình sáng mình phải ăn có gì chút sơ chút mang chứ giờ chị ngon ngon à. Tôm này nha nè. Mình kho với nghệ tư, có đem nghệ tư, tôm, đuối. Hai đại gia. Thôi, còn mình đơn đơn thôi anh em ơi. Ăn canh táo chắc bữa nay no gì cá chắc bổ hàm lượng nó cao ăn mát ha. Cái cà rô đây mình làm hai con tầm cỡ ký mấy mình kho băng lửa, còn con để nướng chấm muối ớt chanh nè. Nào cá đây chứ nó sâu lên thôi chứ coi nó bê mùi qua nó trời ơi. Trời ơi, tối em điều cái nó ít hơn anh xíu, số khối lượng ít hơn chứ mà chất lượng nó phải ngon hơn anh chứ. Ừ. Sao cá đối mà thua cá anh nè. Rồi, sao lên đâu. Nướng xa lửa ăn nè. Món này thơm dữ à. Dí bài. Món đẹp hay món còn thơm á. Con Vũ á. Tóc đồ không thường. Cá kho nếp. Bình thường người ta có tổ cho kho nếp luôn mà. Thấy không? Tiêu, đạt tiêu luôn. Có bóng cò tiêu. Món gì người ăn đậu vú? Đậu, đây là ốc kho rồi, có kho. Đây món này không phải ăn đậu. Đây là tùy cơ ứng biến. Món nào nhìn cũng thèm nữa. Rạm này, rạm bự bự, tôm đất, đất nặng này nhìn thấy ghiền luôn anh em. Đói chưa Vũ? Đói bụng chưa, giờ này là 10 giờ rồi mà, đói bụng 10 giờ mấy, 11 giờ kém mà. Không biết giám khảo chấm bị món nào đạm nhiều đang biết. Chuẩn bị mình chai cái vòng ba xong rồi mình lan ra ngủ phỉ luôn á. Ồ sao mà xui với ra hai vòng liên tiếp không có dụng cụ sang bát này. Toàn mà ngay chọn không đồng nữa là toàn dễ nhất luôn nha. Quá nhỏ. Anh em chín hết chưa? Giám khảo đói bụng xỉu rồi. Đậu lụm luôn đây anh em ơi. Mình với ôm kẹo dùng trước nha anh em. Đói quá rồi. Rồi giờ mấy ông dùng cái này, cái này tôi em nha. Chờ nó hết não rồi anh em ơi. Quốc thôi. Đây nó phải chín tới bến Ninh Kiều rồi mới ăn. Đói bụng ăn cá đỡ. Cô kẹo kẹo. Sao xem chi Vũ ơi. Gần xem một chú. Cầm móng nè, cầm trái nè. Ai chuyện trước ăn trước. Quá phê luôn. Đói không à? Quá đói luôn. Ây. Lắm. Nhục bồi. Đã không? Đi bài phải không? Dắt cơm chấm luôn. Tập con rã mà. Thì ăn cái gì cũng ngon anh em ơi. Bỏ thêm chút ớt gia vị lên nữa nha nè. Rồi. Mời cả nhà chơi bữa tối thôi. Cá gách. Cần muốn cơm không? Sáng giờ mỗi giờ ăn cảm nhận nó đã thiệt không buồn. Sáng ăn măng, trưa ăn măng cũng ngon. Cũng ngon nhưng mà cái chất đạm không có. Không có chất thịt trong người á. Giờ mình ăn về mới có chất thịt nha anh em. Bị cái đầu nhà cá luôn.
Ồ. Đó. Đói không? Mời lên nha. Cho cảm giác luôn nha anh em. Cá bóng nhỏ kho em ngon ghê không? Ừ, cá bóng này bóng có con biết mà. Ngon lắm chứ. Ở thị trường trên chợ là phải 20 ngàn một lạng á. Cá bóng này. Quá cá. Ăn của ngày tư sướng anh em. Tiêu, ớt, cay nữa, hòa quyện. Tối nay anh em mình ngủ thẳng giò luôn. Ủa hả, 9 giờ chú. Anh em ơi, tới giờ định giá rồi nha. Để mình kiểm tra thứ món của Trọng máy vạch nha. Rồi đồ ăn của Trọng nè. Đồ ăn của Trọng đũa đây già quá. Đúng mắt thịt chép. Cá còn nhiều kìa. Sáng mấy anh em hết cá. Ủa cái đây cái trứng cái gì nè. Nghệ á. Nghệ á. Thứ tư á. Ờ. Khô ra hả? Trọng khô à. Khô khô mà khô kêu. Rồi. Để mình định giá thử cái món này nó bao nhiêu hàm lượng dinh dưỡng ha. Nhắn vô thôi kìa. Rung à, cũng rung à. Đúng một con cá nó đang cá cầu này. Cá đấu. Con cá đấu nè, công nhận cái hàm lượng. Hàm lượng đây. Hàm lượng đạm của nó. Bỏ lên cái thước. Hàm có thước mà. Hàm lượng đạm nó cao. Béo. Nhai đầu béo, ngọt. Mình chưa ăn măng đừ á. Ngon măng đừ. Ngon mọt cũng ngon nha. Cái đầu ăn măng cũng ngon, cơm cũng ngon. Ngon đâu. Anh em ngon canh tấu à. Không kiếm ra chất xơ toàn ăn thịt cá mà. Cho nạp đạm không? Đạm cho thủy ra. Món đạm cá dinh dưỡng á. Cá chất lượng á. Mà kho mang bàn sắt cũng chưa được thấy đẹp lắm nè. Nhưng mà quan trọng là gia vị ngon. Keo mình, luôn mà. Mình kho cho keo luôn mà. Cá xém luôn mà. Ok. Tưởng con kia gì nó chung vô cho nó ra sống rồi. Món đạm mà uy tín nhất. Mình kho nó không có nước nha nè. Món đạm mà đo được má vạch là 2.5 má vạch nha nè. Wow, hay quá nha mày. 2.5, cơ hội vẫn còn nha. Mừng quá. Qua tôi toàn đen nha. Toàn đen nghe món gì đây? Cá bóng cò tiêu. Đây, có sẵn cục giác luôn đây. Rồi từ từ nè, kiếm ra. Ok. Đó. Đây. Thử nghe. Bỏ cá bóng nè. Có cá bóng nè. Cua, tôm. Cua nè. Ếch. Ếch luôn nè. Sao tay toàn thiếu rượu ra rung dữ nè. Phải không? Do cái này nó khó ghép nè. Đó. Ok, mời, cảm ơn. Đây, đâm luôn. Đỉnh không? Món này phải coi mặn mới ngon phải không? Nhanh lên hai ơi, nhanh lên quất cho một đói rồi. Hàm bị được chưa? Hay muốn làm cục nữa không? Được rồi. Đến đo hàm lượng dinh dưỡng tới đâu rồi? Tao vô bưng qua đây luôn rồi con. Lên được 2 vạch các bạn ơi. Vừa chắc ăn hết được. Món này toàn cũng ngon nhưng mà nói chung thì hàm lượng số lượng cá nó cũng mini game á các bạn ơi. Được 2 vạch. Toàn tiếp tục được 2 điểm nha Toàn ơi. Ok. Cố gắng lần sau nha. Còn chặng đường còn khá là dài, yên tâm đi. Món Vũ á. Rồi món Vũ chưa ăn chưa tính. Xíu nữa mình ăn rồi. Giờ ăn luôn. Làm luôn đi Vũ. Trời ơi. Tôm quá. Trời nắng bên bếp luôn hả? Trời nắng luôn. Ôi sao Vũ nó bắt tôm nhiều dữ vậy? Vâng. Rập mà. Ôi rập mà. Vũ mập bữa mang anh chứ phải giỡn đâu mà ông ơi. Tôm bự hơn nha. Ui Vũ mập cho xịn dữ không? Mà anh em nha. Cá bóng ốc rồi tùm lum nha. Ngậm tôm lắm rồi. Cho làm miếng nha. Cứ tự nhiên. Ngon quá. Nhiều hơn. Ngon hơn. Nhiều ạ. Ngon. Trông bự không? Vũ mập được mùa á. Nhắn vô cái thuốc nhiệt kế nữa nó lên máy vạch. Mạnh mạnh. Rung mạnh á. Hàm lượng đạm mạnh á. Có ốc không? Trời Vũ ra đúng xịn sò luôn, ốc luôn á. Ốc mỡ luôn á. Kho gì ăn ngon Vũ. Rồi phải dập lửa đi để nó cạn. Giám khảo mà mình đói rồi ăn nó mới đúng bài. Giám khảo ăn tự nhiên đây. Đây. Nhiều lắm em máy thổi. Làm miếng ăn xin phép em mà. Thấy ngon. Trời ơi, cái gia vị. Hết sức cái gia vị luôn. Tôm. Quả ốc này làm xấu. Nó chơi lễ chứ. Mày phải chơi lễ hả? Đúng rồi. Con này chắc chưa thấm đâu. Phi rồi á, để dành rồi phi ăn. Vũ ăn thoải mái đi. Bóng rồi. Vũ giới thiệu hết rồi, hôm nay Vũ có món gì Vũ? Từ sáng giờ luôn hay là bây giờ á, nào đây nè.
đầu đây nè, có móm rồi nha. Có móm, có bóng, tôm đất, móm này nhỏ nhỏ, rạm, ốc, bị nhiều đó nha em. Thấy ý mình nãy ý mà sao bị đau nhiều vậy? Ở thở lợt á, rất là có. Này bắt tay không nữa hả? Rất là không có được mười mấy con. Ở đây bóp mang nhiều mà có ô em vô dĩ nào, anh nào mà vô ô em vô dĩ em. Ừ. Bài giám khảo cho miếng đây. Ăn cơm thích. Thấy ngon quá. Ô vừa ăn quá. Cùng nhắm không? Có, đỏ. Ngon quá. Hải chín chưa nãy? Xem rồi. Có bóng không? Có bóng. Tôm. Rồi đưa vô. Tôm đi bự nè. Ồ. Lên luôn. Lên luôn. Dễ đạp nó mới đến vô. Đúng rồi. Vô mạnh. Rung thước nhiều. 4 điểm. Điểm mới lên. 4 điểm. Bên kia trò ăn ít không? Bên kia dít chút chút chút. Bên kia ăn tạc ra luôn. Tôm ngọt không? Tôm đất. Tôm ngọt. Tôm ăn phải lờ tôm to hả? Dạ. Tôm to vô. Chỗ ấy nó điểm ruột mà. Cho tất cả kiểu được ăn cỡ ngỡ rồi không? Ngon không? Làm con rạm không? Làm bự á. Ok. Ăn cố gắng xì. Rạm vô. Ồ, có bụng là một dây đã. Nha. Có bụng. Quá đỡ không? Giám khảo quên chấm điểm luôn. Làm con nữa chấm điểm. Được ạ. Cháu ăn đầy đủ chắc hồi trưa ha? Hồi trưa mình cũng đầy đủ mà. Hồi trưa có rau. Bây giờ tới giám khảo chấm điểm nha. Để coi thử đâu mà vạch nha. Món ở vũ đây thì có được mấy chú tôm to nè. Còn lại ốc. Anh chơi anh bỏ ốc vô làm thấy nó nhiều. Có. Hàng chơi sao thấy nó nhỏ nẻ ít mà sao giờ nhiều. Anh bỏ thêm mấy đứa ớt nữa. Ăn nãy giờ hết rồi. Ui. Nãy giờ ăn hết rồi. Được mấy con cua ăn rạm. Tôm to. Nhưng mà nói chung thì con tôm này nó cũng với lại mấy con cá nhỏ nhỏ thì nó cũng hàm lượng dinh dưỡng có, số lượng nhiều. Nhưng mà cho ra con cá có trọng là con cá nó là con cá đấu hay cá cầu? Đấu. Hàm lượng dinh dưỡng nó cũng bự. Gọi là cao. Nó sai bự mà. Nó gọi là cao nha. Rung hai đêm rưỡi vạch nha. Được hai phải rưỡi nha. Ngang trọng là may rồi á. Trọng nó chai cá xịn mà. Hiểu không? Để bây giờ anh qua tới anh hải nha. Cố gắng nha. Ngon chứ phải chấm đúng. Giò chơi nhồi ốc. Vũ chơi nhồi ốc nhiều quá. Ngon á. Vũ ngon á. Không ra ngoài dinh dưỡng. Em từng hát chưa hết luôn á. Ủa còn hải đây là gì đây? Ồ, cá gì mà đã chín nó thấm vô nó. Mình kho bằng lễ cả nhà. Mình để cái son này vào chắc nước cà lắm á. Cái chén mém của anh hải là hàm lượng đạm cao nè anh ơi. Muối ớt chèn đó. Thì ba phát hay không? Có mấy nâu? Còn mà đủ cái là xem á, con một tô ba con cá đúng không? Còn mà để bớt con ra mới xong mình đi ăn, mình đau mình lấy lên nó nhiều quá. Đây. Tính ngày hôm nay thôi, còn sáng mai tính sau nha. Tính ngày hôm nay cá nướng của mình đây. Wow, cá nướng đó. Anh hải ăn được cá rô phi không? Được chứ. Dùng mấy nãy dùng chứ. Rồi mấy bữa cho này, rồi em coi thế hải ăn đậu ngon cái miệng cỡ nào thì em chấm cái hàm lượng cao cái đó nha. Quên chạy xuống. Bây giờ em ăn đó. Giờ mà anh em mình làm miếng canh nước nha. Để anh hải ăn ngon cỡ nào là hàm lượng đạm cao cái đó. Miếng mui từ chanh nè cả nhà. Ý vậy. Cả nhà nặng chanh hay nhiều hơn chứ mà cái đây đặc chua mới ngon. Đây đặc biệt là có cái vị dừa nó ra nó thơm lắm cả nhà. Không ở nhà. Cá to. Cá nước sầm này ngon. Ngọt quá. Cá nước sầm này ngon. Làm miếng cơm ngọt quá. Cái rô phi xong tiếp tới cá kho bằng lỡ nè. Anh hải kho bằng lỡ đỉnh đấy chứ. Không mà giám khảo làm miếng này ăn làm nhỉ? Không để anh tôm hải, coi anh hải anh ăn vô ảnh bị hôm ít ăn cá rô phi mà. Đâu nghe cho mình coi anh ăn là mình mới đón được vị trí. Cá rô ở đây nó ngọt anh. Cá đỏ ngon. Lạ đấy á. Cá rô ngọt. Cá rô đây hình như nó đầy chất dinh dưỡng sao cả nhà. Bà này, chín chưa? Chín tới đêm chưa? Rồi, mà chín hết cá bác, nước chín hết tới đêm luôn anh hai gớm á. Và rớt con cá uống thơm quá. Chấm ngập rồi. Nước chấm anh hai nó chua chua, nó dịu, chấm đã lắm. Ai rớt cái đây này, em kiểm tra này. Rớt. Ngon quá. Quá ngọt luôn. Cá này ngon nữa. Ê bà ơi. Ồ, cá rô kho bằng lửa gì vẫn ngon nè. Vừa béo vừa ngọt nè. Này, ngon. Ngay cái đầu nó mới đã này. Nãy em lưới nãy không dính cá gách nào ha. Cá gách nó đạm nhiều lắm. Cái lỗ lưới của anh đi to vậy mà làm sao dính cá gách được. Có dính cá bự không à? Cố lên này.
Tới giờ có gách anh ha. Đem thử cá kho băng lỡ của anh hai cái chân cá đồng mà anh hai trời kho có đẳng cấp không nè. Đưa anh bỏ cái miếng này lên kho giống vũ so cái lường á. Cái lường hàm lượng nó tới nó ra sao. Ok anh em. Mời anh em nha. Béo không? Coi là mẫu người mẫu khẩu vị không? Béo. Thấy là vừa ăn á. Cá dùng cá béo liền. Cá béo chứ ta. Cá ở sông đây ăn. Nước xả hai lên. Cá rất là ngon nè. Ăn ngon cả nhà. Ủa, nãy giờ ở dưới em coi thử con còn gì dưới. Còn ném không? Còn một con đem. Giờ em coi đi ra. Anh đem đo hàm lượng đạm ra. Đo hàm lượng đi. Một điểm. Đo cái bên này ra. Một điểm nữa. Đo thêm cái phía trên này ra. Đây nhẹ thêm một vạch nữa. Ba vạch anh Hải ơi. Anh Hải hôm nay được ba con cá rô. Con này cũng gần nửa ký á. Em mong làm thử miếng đây. Bữa nay anh đi sinh tồn mà mình thấy anh Hải là cái khả năng bắt cá anh Hải là hôm nay là giỏi nha các bạn. Chấm vô cho anh Hải bị hôm ít bắt, bữa nay bắt nhiều giỏi. Còn mình phải ngâm cái ngày tưởng mớm cái đêm anh Hải giỏi á. Là mình phải đi ngâm kinh nghiệm anh nhìn con nước không? Không. Trong đêm nó vô bờ đây. Không hữu danh là anh Hải là có làm chủ riêng mà. Anh Hải được 3 vạch nha. Anh Hải được 3 điểm. Trên anh Hải được mấy điểm? Anh 2 điểm. 2 điểm với 3 điểm với 5 điểm á. Wow. Còn có ai có khả năng đỏ nữa không hay là có người thắng cuộc luôn rồi? Không biết nữa, anh không biết. Hơi xui nha. Hơi xui. Để chờ anh Hải đang xong đã rồi còn một phần nữa tới sáng nữa các bạn ơi. Phần tới sáng mới căng nha. Xem ai là người chiến thắng đã nhận giải thưởng ngày mai anh em sẽ biết nha. Anh em bình tĩnh nha, đừng có lướt qua nha. Anh Hải ngồi ăn bình tĩnh đi. Em thấy em thèm quá em phải ra ngoài đây mới được. Ui, vũ bắn con ăn. Giờ anh thấy món này cũng ngon. Mấy ốc nè. Gia vị em làm ngon, tôm to nè. Nhưng mà chịu nấu. Vậy nãy cái anh cá anh to rồi, trẹm nó cái nó mà. Đúng không? Cũng hợp lý đúng không? Em cơ hội chiến thắng vẫn còn cao thôi quá. Em mấy điểm nè? 5 rưỡi. Thắng 3 điểm giờ 2 rưỡi mà. Là em nhất rồi á. Là em đang nhất á. Giờ em đang đứng đầu á, Vũ à. Em đứng đầu mà. Anh Hải số 2 phải không? Còn đang mốm không? Còn đang lần này nó vô con số mà không đồng nữa là xong luôn. Bây giờ là 11 giờ kém 10 rồi nha các bạn ơi. Anh em cũng ăn no hết rồi. Bây giờ anh em sẽ có một cơ hội nữa để có lật ngược tình thế để ngày mai mình nhận phần thưởng không nha các bạn. Bây giờ tiếp tục. Thanh hãy đảo dùm cho 4 món đi. Đây vẫn là rập. Lưới lâu to, lưới lâu nhỏ và không nè. Để vị trí qua sát bên để anh em biết Thanh ơi. Đảo vị trí đây. Anh em cứ bình tĩnh mà rung nha. Rồi. Rồi. Toàn có muốn chọn trước không? Chọn cuối. Chọn cuối phải không? Anh Hải chọn trước anh Hải. Anh em. Ok. Chưa. Mình biết chọn gì ta. Đâu mình chọn Anh Hải đang là được 5 điểm đúng không? Vũ đang 5 rưỡi đấy. Anh Hải thích cái gì nhất trong này? Mình thích L anh em. Cái rập phong. Rồi. Bây giờ mình chọn tương ớt thôi. Tương ớt. Rồi ok anh Hải ngồi im đó nha. Anh Hải chọn tương ớt rồi nha các bạn. Anh em thấy tương ớt chưa? Nãy có khả năng thắng rất cao nha. Vũ Mập là đang 5 điểm rưỡi nha. Đang đứng đầu tốp. Vũ Mập chọn gì Vũ Mập ơi? Dầu ăn đi. Vũ Mập chọn dầu ăn không? Vũ Mập thích cái gì nhất trong này? Giờ cái gì cũng chơi được hết. Rồi 5 điểm rưỡi tự tin nha. Trẻ không thích cái gì trẻ không? Mình đường đi. Đường phải không? Ok. Còn lại giờ toàn đang chạy mắm. Mời anh em quay lại nhận thưởng đi. Dầu. Tương ớt không có gì hết. Tương ớt anh Hải không có gì nha. Vũ Mập được dầu rập trạm đường lưới tiếp tục tay lưới của trạm luôn. Toàn được cái tay lưới nhỏ nè. Đó, tao thử. Toàn chém mép. Rồi. Lưới lưới bự hả? Lưới lưới bự có cơ hội lật nhiều tình thế đấy Toàn ơi. Điểm cao nhất khoảng là điểm 4 nha. Khi nào anh em kiếm thật là nhiều đồ anh em mới có khả năng được điểm 4 nha các bạn ơi. Sao mình vô 3.5 nha anh em. Bây giờ mình dứt một cái canh bạc cuối cùng tắt tay luôn nè. Giờ nó vô được mai có gì điểm cao cao lụm phát nha. Bóm luôn. Cũng giờ em bóc em hai lần cho anh còn đỡ được nêm điểm rồi. Bây giờ vô tê tén nghe thâu. Hồi nãy anh xảy bên kia một con cá tắm cỏ to lắm rồi anh. Cố gắng năm nay mình còn nước còn tát mà hết nước mình tát bùn thôi chứ. Phải sao chịu vậy chứ ai cũng có một cái số à. Số phận đã ăn bài. Mình đã nêm điểm rồi mà giờ vô tê tén là giờ có bếp ốc chứ cũng đâu làm gì được anh em. Đây mà nói chung tình thế khó mà lật ngược nên em còn thở là em còn gỡ. Rồi nè sáng nghiên cứu kiếm món gì ăn sáng để có sức về thôi. Ok để sáng làm kiếm rau rồi nấu cháo hay lụt. Còn hoặc là anh đi gỡ trùm nước cũng được.
rồi trộm lưới đi. Quánh cá đó. Xem nha anh em. Giờ chờ ngày mai thu hoạch thôi. Mấy anh em hôm ngủ ngon không? Lạnh quá. Rồi anh em ơi, bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng rồi nha. Còn một trận nữa, xem thử bạn nào sẽ là kiếm được món ăn gì ngày hôm nay nữa là sẽ rút quân về nha. Vũ Mập thì bây giờ gỡ rập đi, còn đang thả lưới, trong gió thả lưới. Anh Hải gỡ món gì? Mớm gỡ cái mớm à? Thịt mớm. Thịt làm đâu rồi, cháo ăn được. Anh em mình ngủ kêu nước tiếp triều lên tới đây luôn nè. Sao vô Hải này vừa kia, từ cao này vừa kia luôn. Bây giờ anh em thủ dọn đi anh em ơi. Hôm trời lên nắng á. Ồ, ngủ ngon mà đeo lưng quá. Đây tranh thủ với chạm nắng lên. Cái này vẫn đeo lưng. Ồ, này em đeo. Đeo lưng. Chúng nhất từ ngờ không đeo. Ê luôn à. Mày phải tự thiết kế thôi chứ sao. Xương nó xuống á. Ồ. Xương xuống. Phê. Tạm mấy chia cho. Phê luôn. Chia bệnh ráng chịu sao. Ồ, lưới mình giờ sẽ làm mê cung trận luôn mà không biết. Để sáng ra cái giòn một đống luôn. Cái nghĩ là mất rác mất đồ luôn kìa. Coi gách chưa một con tôm rồi nha anh em. Sao mới mà ít mới đầu lưới mà lo gì. Ôi mương. Hai cái mương. Đây mới trong mới dính hồi sáng này còn tung nha anh em. Hồi mình quýnh cỡ 11 giờ mấy nên cá nó mà dính nó cũng không ương nào. Được con đầu chóc cá không biết nữa. Về cứ nấu cho lẻo nha anh em. Chưa đang nửa tấm lưới cũng sao. Kiếm một chục con. Đây quýnh đứa đứa đèm á, có gắt này. Ừ, con gì em có gì đây? Có gì đây? Có đuối nha anh em. Còn tư, hai em, một cái gách, một cái đuối. Ồ, có gì, cái gì, giật giữa lưới nữa. Con gì nó bự bự. Rồi sao á? Ôi, cái đấu bự luôn anh em ơi. Ý bài luôn. Hai cái đó bự, một cái gách nữa nha anh em. Ủa lưới mình thả khuya cá ăn sống hết nè. Cá ăn sống. Thả trẻ mà. Kiếm hai cái đó nữa là làm đầu cháo cái đó như này. Đi bài. Tiếp tục. Có gì đây? Lại là cá. Đâu? Có đối tiếp nha anh em. Đây mà quýnh mình có lưới đây quýnh kho ăn cơm nhìn mà quýnh cá đấu nữa nha anh em. Ôi bốn em còn bốn con cá đấu rồi đi. Ở đây là nồi cháo sáng ấm áp luôn. Đây con còn đi lại luôn. Đâu tiếp tục cá đấu nữa anh em ơi. Sao được mùa cá đấu vậy? Ngon á. Nhậu của cá đấu ha. Cá đúng bài. Rồi, chúng ta là mình nhanh anh em. Còn đang xem thử có cơ hội lật ngược tình thế không nha. Lưới toàn là lưới to đó. Lưới to đó. Lưới đây hôm qua anh Hải được 3 điểm. 3 con cá rô phi. Wow, dồn lưới nè. Trẻ dồn lưới trơn à. Chết. Xem phim đời cô liệu. Lưới trẻ quá. Cá rô, cá rô. Cá rô bá đạo. Kéo tưng. Cá rô là đúng cá ấy trời. Cô mấy con anh em ơi. Giờ muốn nấu được nồi cháo đâu á. Có bóng, có mớm nữa, khó nha. Còn có tép nữa, mà từ từ. Vũ hết mấy cái là cái rập đây là sẽ có cho anh em xem kết quả nha. Ôi rồi Toàn ơi, cơ hội có Toàn. Bây giờ ở quê mình cá sao ra bây giờ ít ghê. Mét cò đi không bay hình chữ V đẹp không anh ơi. Cuối
đại gạch lan được con nữa. Chết rồi hả? Còn sống tung rầm 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 rầm. Có rồi, nó gồm lưới nó đi nó xi lại. Ngay cái đầu đè luôn á. Wow, cá rô phi ở đây nhìn cái giống như con cá hồng á. Hai con đó cũng thành phẩm rồi. Về bà về gỡ lụm ra lên về gỡ. À, không có nha anh em. Chỗ đây là xa làm ăn chỗ không có mập. Tình hình ổn không? Quá ổn nha anh em. Sáng nay mình trúng cái mỹ cá đấu với cá này thôi chứ. Tuyệt chiêu luôn. Nói chung là tưởng quá, con cá đấu này nó chế nó ương là sao, cái mèo nó khác con cá đấu đây. À, không, con nó dậy cho nó hơi trước xíu thôi chứ vẫn còn từ rối. Nó tính là món gì nhỉ? Wow, nè, anh em nhìn nè. Hàng cá cũng còn ha. Con phi đây nhìn y như cá hồng hay cá hành phải không? À, con kia đẹp. Mèo bá đạo. Con kia đẹp quá mà vàng 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 đẹp quá. Này đúng cá đấu phi nó ở cát nè. Rồi. Ai nặng hơn không? Hả? Con với trẻ con cá nặng hơn không? Cái đây phải nặng hơn giờ. Có đồ phi phải nặng hơn chứ. Wow. Mà chất lượng thì có đây phải chất lượng hơn nha anh em. Rất to. Trẻ không tha lưới dính tôm luôn. Hai con tôm luôn. Mập tấu nè, trặc điểm. Cho tôi gửi. Quá. Gì vậy? Chị vậy? Gì vậy? Gì vậy? Có mấy con kìa. Ôi. Cậu bông. Gửi hồi nào cháu đi. Hồi xíu luôn. Chú gửi gì? Trả luôn. Chú mập nem điểm rưỡi luôn mà chú ăn với chú mập. Đâu, mình thỏ đây là ghi ông bác ông hay thỏ lờ ông chỉ thỏ à, đây nè. Ông bác đấy hả? Ông mày quá, bao quá. Ông chị đi trật đi, mình bắt cái cá là sao mà ông chị đi trúng rồi cá đâu bác. Đồ. Hôm thở có hàng có đấu rồi mà sáng nay nói chung là vô mình ganh thơ ấy. Được nè, ông vô mình thời gian mới nhiều quá. À, dài hơn. Wow, con ngạnh bự đi. Được hàng có 3 ngày nấu. Sáng nay mấy anh em mình ai cũng đói bụng rồi. Anh em mình quyết định sẽ nấu một nồi cơm chung, còn bao nhiêu gạo thì anh em mình nấu hết luôn nha các bạn. À, ăn chung cho vui. Đâu chắc vậy đó chứ. Sáng này muốn nhờ anh em chứ đâu có chọn vô được cái gì đâu, giờ đó 11 giờ thôi chứ không sẽ biết việc được. À, giờ ở đây khổ anh ơi. Không phải là đi nấu. Đây là cá của trại mè với Vũ nấu chung à. Dạ, ai ngày kho hắn góp trong kho luôn. Vũ hơi ít nha, vô có bực bà cũng còn à Vũ à. Còn dư vô. Tôm như hai cặp bóng. Để rồi chấm biển theo nha. Đây. Toàn đen à. Món này mình khoái khẩu món toàn đen à, mình rất thích ăn món này nha các bạn. Món này cá kẹp à, cá nướng kẹp. Ủa, xương sống bỏ rồi hả? Không, sống vẫn còn này chứ. À, hay à, mổ đến lưng à. Đúng rồi. Rồi bây mình sẽ ít gia vị nha. Rồi nhãn luôn. Ngon ngon à. Thành ớt chứ nghệ tư. Còn này cũng gom á. Nhưng hơi tiếng cá tay lưới qua đêm mà nước thủy triều dâng lên, nước chảy xiết quá. Chảy xiết. Gùi lưới toàn dính được hai con uổng á. Nói chung mình cứ cố gắng hết khả năng anh em. Chứ chung là mình cũng xui vô hai lần. Đây mà dính được có 7-8 con cá rô phi to dày dễ lật được tình thế lắm. Vô hai lần rồi không có dụng cụ gì, nói chung mình cũng cố gắng hết khả năng. Mình chơi gọi là mình chơi rút oxy luôn á. Đó, bây giờ vậy chạm năm xin nhắc gia vị trong bụng đó nha. Tôi ở quê này mình làm cá nó cũng cạn kìa, anh em thấy không? Có tay lưới đồ này kia mà bắt cá mà 1-2 con còn khó nha. Quá khó. Đơn giản đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nhắc cho bụng nha. Hành ớt tỏi, củ hành nghệ tư, tiêu. Nhắc xong mình dắp lại mình sẽ nướng nha. Món này ăn cơm mà bá phát đây. Trong cá rô ở trong bánh cá thần gạo thấy nó đẹp đẹp quá. Hầu khế lúc vậy anh ơi. Cái mèo cá nó đẹp, nó cát. Nó mướt mát. Cá đây nó ngon hơn cái gì. Đây nước cát rồi. Bài bản. Hồi khế nó còn pha hai chút bùn đi dưới đây, cá không mà cá ra mới ruột nó đâu quá. Hồi khế nước suối. Giòn hấp dẫn phải không? Đúng không? Xíu mình sẽ nướng nước. Rồi. Ổn ái bao này. Ồ, tao chỉ thấm gia vị vô trong cái thịt cá. Thấm gia vị là bao ngon này. Anh em mới ăn non cái rồi. Tính tiếp xuất về. Rồi, đơn giản rồi thôi. Thôi luôn chưa, thôi nướng luôn chưa tao. Để chờ
cái bếp kia kho cá xem là mình xịt nước. Cùng với mấy phút rồi mình xịt nước. Rồi bây giờ chín rồi nha em, làm 30 giây nữa là mình lụm nhanh, thơm đó bụng mà khá uy tín nha. Món này ăn cơm cũng hết bài mà la ra cũng xấu chách luôn. Quấn lộn bài có trong cỏ chạy ra cửa biển mất tiêu. Quấn xuống bây giờ ơi, còn cái chín rồi. Ok mới cơm đi qua liền. Ok nghe, nấu cá cái này mình rồi. Yeah. Cá đối khô bằng lỡ. Ôi, bên này anh em có chén luôn à, cặp chén à. Hai cặp chén nè. Đây, hai cái sữa dừa. Trong to coi. Camera xíu sang sao nha. Có mặn cơm hơi nhão à. Hơi nhão vậy nè. Sao lên, sao chọn ráo. Cũng ít gạo. Thì gồm hết là còn nhiêu đây. Chú gồm còn dư một bị để đằng kia. Xong chưa? Giờ nêm luôn. Đây xem. Bọn này toàn bỏ bên một con toàn anh có này. Bỏ bên một con toàn. Bạch ra luôn này. Để mà thịt gió đem múc nước trà. Ừ. Toàn, toàn có trắng đó. Ba bánh tờ vậy. Nóng quá. Đây. Chín bên trong không? Chín xong chín. Xong anh chín này. Ồ, ok luôn rồi. Ngồi lên toàn, ngồi luôn này, ngồi luôn. Còn đồ đũa trong toàn nè. Ôi. Đây. Thu. Trong quê này. Rồi anh em ơi. Đem đồ đũa luôn anh em ơi. Hãy trước khi ăn để mình nhìn sơ một chút anh em ơi. Hôm nay là mình chấm điểm trước khi ăn luôn đi. Còn đang được hai con cá cá này nhìn cũng hấp dẫn hơn cá rô phi, còn nhìn cá rô phi ở xong đây nhìn đây hiếm lên bàn cho vay cá rô áo cầu. Như lệ anh em mình ô trọng ơi. Trọng cá này cá cầu hay cá đấu? Cá đấu. Cá đấu à, cá đấu vậy là nó to nha. Còn Vũ Mập thì được mấy con. Ui, con cá gách có cái trứng má đào à. Để xin phép lấy cái gách cái trứng bọn này trước đã. Nhờ trăm điểm luôn à. Tôi nhận xét tôi thấy là cá đấu của con Trọng là khá là nhiều. Và cá này so ra một con cá ăn rất ngon à. Hàm lượng đạm rất là cao à. Hai cá rô phi của Toàn thì thực sự giá ra thị trường nó không cao. Nhưng mà nếu mà hàm lượng dinh dưỡng nó cũng không hề thua kém. Nó hai con nó to mà. Và đi sinh tồn là con nào mà ăn nhiều no lâu hơn là thắng đâu. Chứ không phải là cá nào mất tiền thắng nha. Và mình chấm điểm theo quan điểm của mình với lại là tùy theo cái trận chiến à, tùy cờ ứng biến à, chứ không phải anh Hải hôm qua mấy con, Hải hôm qua bốn cá à? Ba con. Ba con phải không? Ba con. Ba con mà cho anh Hải 3 điểm mà hôm nay Toàn đang 2 con, cho Toàn đang 3 điểm này cũng được nha. Cho nên mình cho Toàn đang 3 điểm trong trận chiến ngày hôm nay do so sánh cái số cá của anh em nha. Toàn đang được 3 điểm nha. Trọng gió mình thấy cũng ok, Trọng gió vẫn được 3 điểm nha. Vũ Mập được có 2 con cá bóng nhỏ với mấy con tôm nè. Vũ Mập được 1 điểm nha Vũ Mập ơi. Anh Hải không có gì hết, anh Hải được 0 điểm nha. Rồi anh em trước khi ăn thì anh em tổng kết điểm biết thư ai nhất à? Cảm nhất phải không? Mình 1 điểm, 2 rử, 3 rử, 6 rử. Xem rử, nhất đâu, vô mày. Xem rử. Ủa? Dạ qua 5 điểm rử. Bây giờ 1 điểm 6 rử à? 1 điểm 6 rử. Còn đang? Tôi sáng qua 1 rử, hôm 2 điểm. Bây giờ bao nhiêu? 3 điểm. Buông qua 2 rử chứ 1 là 3 rử, bây giờ 3 nữa 6 rử. Là ba người quê luôn. Vâng, anh Hải mày. Anh có đem điểm à? Ủa anh Hải mà chỉ cần anh Hải mà có một tay lưới gì anh Hải kiếm 2 điểm là dễ dàng là phỉ rồi nè. Vũ okay. Chủ quan không Vũ làm luôn đâu. Mất công phải chia bằng thưởng đâu. Ơi chúc mừng vô miếng nước cá đây. Thôi vậy là phần thưởng sẽ là 1 triệu nha, 1 triệu mình sẽ dành cho Vũ và Toàn. Mà anh em nha. Và Trọng nha. Nhưng mà 1 triệu khó chia quá cho nên mình lên 1 triệu 2 để mỗi người 400 ngàn cho nó chẳng nha anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em và anh em mình dùng rồi. Ok. Anh Hải. Không sao. Đen quá. Làm lại đây lần sau. Hẹn anh em chuyến sinh tồn tiếp theo nha. Mà anh em nha. Cá còn nướng nóng nóng ăn cho ngon anh em. Mà miếng con tôm à. Gia vị thấm thơm lắm. Đây. Món này mình cập tích nè. Miếng cá đấu đây. Ăn cá đấu béo. Anh Hai làm con cá xong mà ở ba cát rừng dạ. Anh Phan cá đấu nha anh em. Phan. Cái con cá đấu em khô chung với con cá gách đâu. Không sao mình ăn. Con cá gách. Cá gách mình không ăn chứ con cá đấu là mình ăn. Dép cái đầu anh em. Cái đầu á. Cái đấu này cá đấu là không được luôn này. Cá đấu bên đêm á. Nó đi ăn nó chưa ăn được mày bắt mắt à. Cái ruột nó sạch lắm. Nó béo chục ơi. Bắt thì béo vậy ạ. Cái đấu kinh đêm là có làm ruột. Cái đêm ở đêm vậy nó béo ngon lắm. Con cá nhìn màu đẹp ha. Miếng con nướng nó béo ngon. Cái này. Con nước này ăn cái thịt cá rô phi nữa. Được rồi. Béo. Cái gì vậy nè? Cái mấy vậy không? Cá ăn ngay cái lường ngon ạ. Ừ.
Béo. Mía vậy nè. Bắt giờ rồi. Không, một cái lô đây bá đạo anh em ạ. Béo là ngon. Dài mà béo. 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 Chín đầu. Chín đầu cũng ngon rồi mà toàn nướng cho xém một xíu nữa nè. Ra bên trong á. Vô lạc đặc này. Vô lạc đặc anh em á. Sáng ăn cơm ngon quá. Thì đây đúng nước của anh em Phúc nè. Ừ. Rip cái gia vị chín luôn anh vừa luôn. Thôi sau ra mình đi xin tồn ba bữa toàn ba bữa cơm không anh chứ. Chắc là giống như đi thành đoàn tôi thấy no cái bụng tôi ngủ cái đêm mà lúc nào cũng ăn phi anh mà bữa nay ăn chung quá là nó đồ ăn nhiều quá sau ra đêm mình kiếm đồ ăn nhà cũng gọi là ít á nhưng mà một người ăn thì cũng kiếm đủ một người ăn thì bình thường ừ, xong mình dậy khốt kiếm đếm ừ. Như ba cà rô ăn cây rưỡi là mình sẽ ăn cho hết ừ ừ nha bóc dâu không có dụng cụ nữa ướng chắc rộng rúng rồi ừ tình ăn cũng giỏi á nhân phẩm mà ai cũng có hồi thắng ấy á thế nên là bác được ít cá bóng mà sao tôi đâu có đếm giá cái đầu lúc cuối lộ tôi à hôm lúc cuối cũng tròn tròn trước mà tròn xui lắm à nói chung cái người chịu nó chịu đi tròn vô hai lần chính hai lần chứ anh đâu phải cái đầu ngon anh bốc đầu ăn cái bụng ngon lắm bụng á cắn vô cái bụng á đó không béo thôi em cho em bóc cuối luôn mà không nhớ hôm chú mà để con tròn trước là con cũng tròn tương ớt rồi ừ camera men set up gớm á nên chung đang phát cái dàn đập anh đang phát đập hay không chuyến xe anh em tìm địa điểm tiếp mình đi bây giờ cảm giác sao anh em thấy thoải mái không thoải mái không bây giờ thích không mình ở nhà anh tông ngủ hai bị ấy em thương cá nhỏ xương hay nhiều với lại em hay là anh bông cả đâu giờ mới ông chú với ông phỉnh ừ đó là quýnh ngon ngày hôm qua chú quýnh một ký rưỡi tôm bụng bụng ngon bụng xanh luôn không bụng bé lắm em đỡ cái đó ban đêm mà đâu có đén hơn ban đêm mà nó đâu có ruột đâu cái bụng này bụng ngon lắm đây nó cháo ngon ăn cái bụng biết ăn cái rô ăn cái lườn bụng béo anh em làm hết con sông Đại Giang này có thì nhiều đó nhưng mà biết sao ở quê mình là cô bác anh chị là đánh bắt cá nhiều lắm nên là người ta kiếm thu nhập mà người ta bỏ lưới bỏ chà bỏ chích bỏ ra đùm á xong ra từ xuống kia một cây số một tháng mấy cô chú đài thu phải về mấy tỷ đại bèo hay năm trăm tỷ mà có năm tỷ tại vì em chú cái thu nhập chính là gì không ốc nghe nè ở đây em biết tới người em xuống cho nghe cầu em làm như em mà thiết một chân mình nghĩ là đợt trước về luôn đợt đấy cho này mấy đợt trước á cả trăm trăm mấy hai trăm người cái nghề cả ốc cả ốc một ngày một người kiếm có người giỏi 400-500 ngàn nha anh em anh đem hai vợ chồng năm giỏi kiếm tháng 30 triệu bình thường ừ, đúng rồi hai vợ chồng làm ngày có triệu có mà thì đó thì người 400-500 ngàn đó mà người dở dở thì cũng được xếp bát tem em xếp tem nha anh em trăm là ốc ốc để cho tôm ăn ốc ốc xếp á mà ở đâu cái dưới nó lên hoài đâu dưới lên hoài dưới thủ ở dưới cá nó lên hoài vàng ông chú mười sáng nhanh nữa ông có ốc đứng tràn tràn nước à ngọt hai chồng bây giờ biết làm gì lớn tuổi không đi cào ăn gà vũ làm cá bóng cá ốc nó dễ cá rô cực kỳ ngon ha có biết cái đầu à chú ơn béo ăn cá lường ớt ở dưới giò đây con cá đây mà ưng ăn cái đầu à ưng ăn cái đầu nó nhai luôn à ngon lắm cái đầu với cái bụng á nhưng mà cá rô rồi xong tôi nghĩ làm gỏi ăn mê luôn ở bên đó ở dưới cái biển mới ngon ở bên đó nhiều người mê cá rô làm gỏi cái đầu cá nhai càng ngọt à biết nó cháo ngọt quá ồ dài luôn bữa nào mình tìm cái tay lưới mà lưới nổ chuyên nhà đánh cá này mình chơi một bữa đi một đêm luôn bữa nào mình muốn đây đi mình đi con cá này mình thí dụ anh có chiếc thuyền anh chạy quay chạy xuôi xuống mấy mình đâu đâu được lại bự đây có lúc đặt mà cái vô nấu mình rập hết bốn cái lờ mình lại nè cái mình đi mình bắt một chạp với cái mình vô nấu cháo một son bự anh là anh mà phải có cái thuyền máy xì máy anh chạy lần cá nó thấy vậy nó mới nhảy nó mới chạy nhanh nhưng mà mình ra ba cái đây là mình xì bằng cái đây mình phải đập liên tục đập gõ liên tục bữa nào mình làm hai tấm đi mình đi hai tấm luôn cho nước chảy nó trâu ngang qua luôn làm hai tấm này quýnh đừ à quýnh rê á hai tấm quýnh rê luôn quýnh đón đầu á quýnh trên kia xong bao xuống đây là vớt á bữa nay làm lầu cháu có đấu y bài á đốt nó đặt thiệt bự á thôi mấy anh em ơi đừng có nói hôm nay thì mấy anh em mình cũng có một chuyến trải nghiệm tìm kiếm thức ăn trên sông này nói chung là thức ăn thì cũng không có dồi dào lắm nhưng mà ở quê mà không biết quê mấy anh em xa chứ quê mình cũng càng ngày nó càng ít nha nó quay như những cái có nhiều nơi còn hoang sơ cá mắm nó nhiều không có cá thì phải chịu thôi chứ nếu mà ở khu mình mà cá mà nó nhiều như mấy chỗ khác anh em mình bắt vẫn được bình thường không có gì đâu khó đâu anh em à đó cuộc sống như thế nào thì anh em quay như anh em về thực tế cho anh em xem em anh em xin tạm dừng tiếp tay cảm ơn rất nhiều hôm nay sẽ có ba người chiến thắng cũng khá là hay và trận chiến cũng khá là kịch tính này. Anh em yêu quý chủ đề này cho anh em một like anh em sẽ nhanh chóng sớm nhất có thể để anh em làm tiếp một chuyến nào nó nghiệt ngã hơn mình
đẹp hơn cho anh em xem. Cảm ơn anh nhiều. Chào anh em nha. Chào anh em.